tôi nhận thức thiên nhiên và tạo hóa. Các hình thức sinh mệnh hiện ra qua thí nghiệm và hiện ra cho tâm tìm hiểu của tôi. Những hình thức này có khả năng biểu hiện. Steve Baxter. Xưa Trung Quốc có câu, chúng không đến một mình, mà đến một đội. Sau khi Baxter phát hiện rằng thực vật có cảm giác, ông bắt đầu thí nghiệm nhiều hơn nữa. Một trong các thí nghiệm xảy ra như sau. Baxter đang đập trứng để làm thức ăn cho gia súc. Ông nhận thấy bút của mái đò di chuyển và diễn tả tư tưởng, ông bèn nghĩ nếu mình gắn điện cực vào cái trứng thì sao? Cho nên, vào 24 tháng 5 1996, Baxter thí nghiệm một cái trứng chưa có con tại phòng thí nghiệm ở New York. Đây là đồ hình trong một ngày đặc định. Thường thì không trắc nghiệm được đồ hình như thế này. Nhìn xem, đồ hình nổi lên, đây là nhịp tim, một nhịp tim chính xác của một cái thai, của một cái trứng, chỉ vài ngày đang ấp. Đây là trứng chưa có con, chưa có con. Tôi đưa một bạn đồng nghiệp xem đây, chuyện gì đang xảy ra. Ồ, giống như tim của ai đập rất nhanh, đang đập, có thể là đang đập. Tôi nói, anh nói làm sao? Sao 2 tuần rưỡi mà anh không biết đó là từ cái trứng sao? Sau khi Baxter phát hiện thực vật có tư tưởng và trứng có nhịp tim đập, ông bèn gắn điện cực vào các cây trong phòng thí nghiệm của ông. Ông phát hiện một đồ hình, kết quả rõ ràng hơn là từ thí nghiệm, thì có hình thức không nguyên tắc, tức là các đồ hình vẽ ra một cách rất thứ tự, thay vì được sắp xếp. Để theo dõi đời sống của thực vật, một thời gian lâu dài, tôi đã làm các thí nghiệm rất trễ về đêm. Trong tủ lạnh của tôi có dao ùa, vì có lúc tôi bỏ không ăn chiều, cho nên ăn dao ùa thôi. Tôi mở mứt dao ra. Khi tôi trộn mứt trái dao vào dao ùa, phản ứng của cây rất mãnh liệt. Đây là cây zucchini, thì ở xa không trực tiếp nối tiếp với mứt dao. Cây zucchini giống như bàng quang, đang quan sát Baxter đang ăn dao ùa. Khi ông ăn dao ùa mà không bỏ mứt dao vào, thì cây zucchini không phản ứng. Nhưng khi quậy mứt dao với dao ùa, zucchini thì phản ứng. Khi tôi bỏ mứt dao trộn, thì cây zucchini phản ứng mãnh liệt. Tôi nhớ lại điều mà có thể xảy ra lúc đó là mứt dao làm bổ dưỡng dao ùa. Hay là một chất hóa học nào trong mứt dao đã làm cho các tế bào mà không trực tiếp liên kết phản ứng. Tôi bèn nghĩ, wow, tôi không nghĩ là có vi khuẩn còn sống trong dao ùa. Vì thế tôi nghĩ, wow, tôi không ngờ là có vi khuẩn. Đây có nghĩa là khi nào có thể nhận được phản ứng của vi khuẩn, cho nên nó cũng phản ứng theo. Thế thì các vi khuẩn trong dao ùa có cảm giác gì? Baxter phát hiện vi khuẩn và cây đồng thời phản ứng cùng vào ngày 24 tháng Giêng năm 1996 tại San Diego. Những lời tôi nói đây quả thật là lạ. Không những vi khuẩn còn sống, mà vi khuẩn còn nghe vi khuẩn khác nữa. Có loại bạn, có loại không phải là bạn. Xem con mèo của tôi, nó chỉ thích ăn gà chiên. Nó không ăn gì ngoài gà chiên. Đây, tôi đang lấy gà từ trong tủ lạnh ra. 4 phòng cách xa nơi mà tôi để dao ùa, nơi mà tôi đang trắc nghiệm dao ùa thân thiện. Đây là đồ hình của dao ùa. Và đây là tôi đang lấy gà ra trong hộp. Một cái hộp cũ. Vi khuẩn bắt đầu mọc lên. Mèo thì ăn được nhưng có vi khuẩn trong đó. Và đây tôi thấy không ổn trong khi tôi lấy da gà ra. Lấy dưới đèn ấm, dưới độ nóng bình thường, gà đang để trong đĩa. Các vi khuẩn ở phần bên ngoài đang phản ứng với vi khuẩn, không phải là bạn trên thịt gà.
Kế tiếp, đây là đồ hình của tôi trộn gà ở dưới, lên trên. Lại một lần nữa, tôi vẫn để dưới đèn ấm. Trở lại đồ hình đang trắc nghiệm của dao ua ở phòng đằng trước. Và đây là vi khuẩn, không phải là bạn trên thịt gà. Và đây là đồ hình con mèo của tôi bắt đầu ăn gà. Đây là đồ hình mà nó đang nhai gà, khoảng 10 giây. Và sắp đụng với chất chua, acid trong bụng của con mèo. Sau đó thì đồ hình chỉ là một đường thẳng, có nghĩa là vi khuẩn không còn phản ứng nữa. Thế thì thân thể chính và tế bào mà đã tách rời thân thể có liên kết với nhau không? Đây là một câu nói rất nóng bỏng. Baxter đã tìm ra câu hỏi khi ông làm thêm các thí nghiệm khác. Ông lấy máy đo để đo tế bào mà đã tách rời ra từ miệng của một người biếu tế bào. Ông gắn máy đo tế bào máu trắng qua xúc cảm của ông này. Ông bắt đầu theo dõi tế bào. Người mà biếu tế bào là một thương gia bán chất hóa học. Lúc đó ông ta đang đọc báo, đang nghe báo trên TV về quốc nội, về việc quốc hội kiểm soát thị trường buôn bán hóa học. Ông cảm thấy phẫn nộ. Thì tế bào phản ứng như sao? Baxter còn làm nhiều thí nghiệm nữa về phản ứng ý thức của tế bào. Khi tôi lấy dụng cụ thích nghi để thí nghiệm tế bào máu trắng mà tôi thu thập, trước hết tôi lấy tế bào của tôi. Và khi Steve làm thí nghiệm đêm đó, tôi để cho Steve tự mình lấy tế bào của anh. Steve biết cách làm, lấy máy đo và lấy tế bào. Còn thí nghiệm mà tôi làm với anh thì tôi lấy một cái máy ảnh chụp từ trên đầu xuống, trong khi anh đọc một tạp chí. Và tạp chí này có một bài lúc đó rất sôi nổi. Chúng tôi bàn về việc này. Thật ra thì chủ tạp chí này là bạn của tôi trong tạp chí Shockley. Sau đó chúng tôi tìm ra tạp chí. Sau đó ở trên thì có máy quay phim đang chụp xuống. Khi anh lật đến hình giữa của minh tinh Boderick, thì lúc đó tế bào phản ứng dữ dội. Sau đó anh tiếp. Và tư tưởng anh nghĩ gì? Đó là lúc anh và tôi đang trắc nghiệm. Quả thật là tế bào phản ứng một cách dữ dội. Anh không còn nghi ngờ nữa và bắt đầu chú ý. Baxter và tôi đang thảo luận trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi đang thảo luận rất nhiều vấn đề. William Shockley là một nhà vật lý. Ông không tin về căn nguyên cội nguồn, cho nên tôi bàn về vấn đề đó. Tôi còn nói rằng bài đó có đăng trong tạp chí Playboy. Bill hỏi tôi là bài nào. Tôi trả lời tôi không biết. Cho đến lúc chúng tôi xuống để tìm tạp chí ấn hành trong tháng này. Khi trở lên tôi mật ra các trang để tìm bài đó. Rất cẩn thận chúng tôi để máy quay phim chụp từ bên trên. Vợ tôi bảo sao anh không lật xem tất cả các bài trong đó xem sao. Tôi nói ok, tôi bắt đầu tìm bên trong và sau khi xem một tấm hình, nhìn cũng khá đẹp. Lúc đó các tế bào của tôi phản ứng dữ dội lên. Tế bào mà đang được trắc nghiệm quả thật là hổ thẹn. Bây giờ thì tôi kể cho mọi người nghe, tuy nhiên lúc đó thì tôi mắc cỡ lắm. Lúc đó tôi còn là sinh viên đại học. Tế bào của tôi đang được trắc nghiệm, đang ngồi với vợ tôi và đang đọc tạp chí Playboy. Các tế bào của tôi phản ứng dữ dội. Kết quả, đó là một phản ứng kéo dài, rất lâu, dài nhất. Chúng tôi nhìn thấy nó kéo dài đến 2 phút rưỡi. Cuối cùng tôi nghĩ là không nên tiếp tục nữa. Tôi xếp tạp chí lại và đẩy xa ra. Tôi cố gắng tĩnh tâm lại, nhắm mắt lại. Vừa khi tôi bắt đầu với lấy tạp chí thì một vòng vẽ trắc nghiệm rất mạnh lại nổi lên. Cho nên chúng tôi cười quá chừng. Cái vòng vẽ này tiếp tục xảy ra. Cười quá chừng.
Xem vòng trắc nghiệm này, nó tiếp tục vẽ cuối cùng. Tôi nói, thôi Steve, xếp tạp chí lại đi, xem đây. Nhưng Steve phá tôi. Anh mới lấy cái tạp chí và nắm cái tạp chí. Tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Rất quan trọng. Chúng ta phải thí nghiệm thêm nữa. Tỷ lệ liên hệ với người khác của tôi không thể là chỉ 1 trên 1, mà có nghĩa là 1 trên 1 triệu. Những gì tôi làm sẽ ảnh hưởng hàng triệu người ngoài kia. Đó là ý nguyện mà tôi muốn làm. Số 9 rất là quan trọng cho cuộc đời tôi. Bây giờ tôi 81 tuổi rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi tôi 90 tuổi. Không ai cản, không cho Baxter thí nghiệm được. Đây là điều mà ông cảm thấy là quan trọng. Rất ít người có nhiều niềm tin như thế. Vẫn tiến tới, vẫn tiếp tục. Rất ít người có niềm tin mạnh mẽ như thế. Trong khi người khác cho rằng anh phí thì giờ, sẽ phí tiền, không ai muốn mua. Chúng tôi không có tiền trong quảng cáo, chỉ có tôi và chồng tôi và cái computer và thư từ mà lại tiến đến đây hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thí nghiệm này sẽ mở cửa cho những ai tin tưởng Baxter là người duy nhất kinh nghiệm được một sự khác biệt. Các khoa học gia trong ngành này của tôi nghĩ rằng những gì khác với ý của họ thì họ không quan tâm. Nhưng chính cá nhân tôi thực sự đã kinh nghiệm được thiên nhiên. Cleve Baxter.